Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Nhân Xuân TV nha. Hiện tại em đang ở các bạn cũng có thấy trước mặt rồi đó. Hôm nay là đại lễ Vu Lan Báo Hiếu á, ngày 15 tháng 7 âm lịch nha cô chú anh chị. Giờ ở đây là ở cổng đi vô nha, đi vô không phải hơi xa đó, cũng mấy trăm mét á. Giờ em sẽ đi vô ngó quay cận cảnh vô cô chú anh chị xem nha. Dạ. Hội giáo hội Phật giáo Việt Nam chùa Núi Nổi của chú anh chị. Dạ. Đây là cổng vô nha. Đi xem ra vô nè, đang chạy vô. Nếu mà vừa chạy vừa quay thì không có nên nha, không có an toàn á. Giờ em sẽ đi tới cổng quay cho cô chú anh chị xem nha. Chào quý cô chú và anh chị nha. Hiện tại em cháu đang đi bộ vô chùa Núi Nổi nha, phải đậu xe ở ngoài nha, chứ hiện tại vô rất là xa nha. Hiện tại đang ngoài đường nha, đây. Giữ xe 5 tiền một chiếc nha, 5k em giữ xe trong này nha. Em sẽ đi vô trong quay cảnh này rõ hơn cho cô chú anh chị xem nha. Hôm nay là rất là đông nha. Này trưa nha, tại sáng em có bạn nhiều việc quá thành ra không có đi đi sớm cho cô chú anh chị được, tại em phải ở nhà làm clip ở nhà đăng lên cho cô chú anh chị xem đó. Tại nhà quan cũng đi hai cánh chùa, thì hôm nay em đi đây là chị Núi Nổi ở gần nhà em nhé. Dạ. Cô bác thấy là xa không, cái tự phật ở trên đây. Cách nhà em chắc nếu mà đi một mấy cây cô chú anh chị. Chén dĩa có khách thập phương ở xa đó. Cô chú anh chị có đi thì khi đi đến đây thì cứ gõ vô chị Google á, cho chùa Núi Nổi nó sẽ nổi lên em. Nó sẽ hiện lên. Bù là đồ kẹp, kim chỉ, tê tay, tê chân, rút mỏi. Làm. Đây bạn. Tại vậy ít chưa. Đây rất đông luôn cô chú chị. Đây em vô tới cũng chết cái này. Nếu cô chú anh chị vô đây nếu mà gửi xe mà không gửi xe mà miễn phí á là sẽ đậu ngoài nắng như vậy nha. Em cháu phiền cô chú anh chị thì tốn 5.000 đi đậu trong mát nha. Là mua làm gì đó. Ở dưới đây cô đây dưới đây là cô ăn. Chú em sẽ tới dưới quay cho cô chú chị xem nha. Tại đây cũng gần nhà em ăn gọi ở nhà rồi. Bên đây là những cái tượng Phật bên đây cô chú chị. Thank you.
to nha. Mà em cũng không biết là chiều cao bao nhiêu và chiều dài bao nhiêu nữa. Mà đây làm cũng lẻ nha, tại vì đây năm nào cũng đi hết. Và hồi năm ngoái chỉ có sườn thôi. Và giống bên đây nè. Đây. Đây. Quay. Giống ở đây. Yeah. Năm ngoái chỉ là bao nhiêu thôi. Không, bây giờ thì nó hiện tại giờ cô chú chị cũng có thấy đó. Hiện tại giờ cái hình này theo em nghĩ là cái mặt của ổng xây ra ngoài đường nha. Yeah, xây ra chết ngoài. Yeah, còn bên đây thì xây qua bên đây, chết bên đây. Rất là cao nghiêm và hùng vĩ nha cô chú anh chị. Đây. Theo em được biết và hiểu là ở chùa núi nổi này á, là những cái năm 99 2000, những năm nước lớn á cô chú anh chị, là nước cái nào nước, nhưng là cái núi vẫn nổi lên bình thường nha. Nước tới đâu thì núi sẽ tới đó nha. Rồi nước giật nước giật xuống là núi nó sẽ thấp xuống lại nha. Yeah. Đây là để em quay cho chú vị xem anh được. Em sẽ đi tới một chiếc cầu. Em nghe nói là ngày xưa là chiếc cầu chạy á, và dính vô núi này luôn, là hiện tại giờ là nó sẽ nằm như vậy luôn nha. Cái màn ảnh nhỏ của chú anh chị đã thấy rồi đó. Rồi xem lên. Đây à. Đây em sẽ đi một vòng nha, tôi chú chị xem. Ở những cái nơi tôn nghiêm mà cấm em sẽ không vô cho quay cho chú chị nha. Ở đây là những ai cầu an cầu siêu á. Sau đó chú chị muốn gỡ bao nhiêu tiền thì gỡ nha, chứ không phải là bắt buộc phải gỡ nhiều tiền ít tiền. Cô chú chị có nhiều gỡ nhiều quá thì ít. Cái này là mình bao nhiêu tiền vậy cơ? Chút xíu thôi. Bao nhiêu tiền hay là cái này mình ghi chữ vậy là bao nhiêu tiền? Tặng miễn phí tặng à? Rồi đi làm hối tâm hả? Cho viết dùm chữ cha mẹ dùm á.
nha. À xin cảm ơn. Đợi xíu anh kia. Xíu cô hả, cũng là lỗ bọc. Dạ dạ dạ. Giống như anh này nè. Chưa vậy? Tôi là mau lấy những cái bọc bỏ giùm mời cho anh. Cái bọc nó gãy bỏ giùm anh. Thấy được như cuốn lại nè. Này cuốn là gãy không? Thì hả? Nãy em mới kêu mấy người bạn cái gì tao gọi bản gì ta? Không biết nữa, chứ bản gì không biết nữa. Mà nhân vẽ anh kêu xin vẽ hai chữ cha mẹ nha. Trong này chứ có lẽ là có thể là em không thể nào vô quay được, cho quý chú anh chị thông cảm nha. Quay những cái nơ mà được quay thôi. Đây, đây là cung điện nha, cung điện Thánh Mẫu của chú anh chị. Ngay sau này nữa. Đây là kiếm hả? Kiếm. Đây con. Rồi lên mặt cậu luôn, gửi luôn cho mình dẫn thôi. Thôi con gái cho hỏi sáng giờ mình được bao nhiêu ly nhiêu chén này rồi? Không biết luôn hả? Nhiều quá không biết rồi. Có thể mình lên trên này mà không biết có được quay không nữa. Chú chị đi tới đây là phải bỏ dép nha, nơi tôn nghiêm thật là vui lòng bỏ dép nha. Thank you.
mới đi vòng ở trong chính điện của chú điện, lại sẽ đi một vòng nữa, hai vòng vòng đó là xuống dưới đất. Clip coi hơi dài, mời chú anh chị đồng cảm nha. Đây đây. Nước em chạy không thể nói chuyện được với chú chị. Dạ đây là cái nhà nghỉ nha cô chú anh chị, mà ở xa đây cũng có nhà nghỉ cho cô chú anh chị nha. Dạ đây thật quá đẹp luôn cô chú anh chị. Lên trên này thì phải buông dép qua đó là gì anh? Hả? Kênh YouTube là tên gì ạ? Văn Xuân TV. Văn Xuân TV phải không? Xuân. Xuân. Văn Xuân TV. Ok. Rồi cảm ơn em. Văn Xuân. Văn Xuân. À Văn Xuân TV con. Rồi cảm ơn con. Đồ dễ thương quá vậy. Ôi, đông quá. Làm sao tên đến lớp những dân lo khó nhọc mà con phải hy sinh vì con? Cha là bóng cả, ngã chơi con, là cả tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời hơi điên khoáng, là nghĩa tình cha như núi non. Đời nhà xưa gió nuôi lớn con ngò. Cái nhà quê ông Quyền không có chú vậy ơi. Cái này mới đổ nền luôn cô chú anh chị ơi. Mới đi hồi Tết. Nhà mới không có lăn. Mới đi hồi Tết thì ở đây còn đất không nha. Không được như vậy đâu. Dạ hiện tại em đang ở sau lưng Phật nha. Nắng quá à. À đây sau lưng hồi sớm có quay là quay trước mặt nha.
tại cũng đang còn sơn nữa này. Cái mặt này đang sơn. Ok. Cầm móng tuổi thơ. Chói. Đây, hiện tại em đã đi hết vòng rồi, chú chị. Tưởng đâu quay YouTube mấy anh la nữa. Sớm mình có kêu viết giùm hai chữ cha mẹ, thành ra mình không có tiền lẻ, thành ra giờ có mình cái cúng dường. Cho quà mình muốn vậy, mình đi cho người khác vậy đúng luôn, không rẻ mình thì mình xem được mà càng nhiều phải. Lại quay ở đây. Đây là anh em coi tuổi nha, cô chú anh chị coi tuổi nha mình nha. Nếu mà cô chú anh chị nào xem không kịp á, thành ra thì bấm đứng lại xem tiếp nha. Tại giờ là chỗ chiếc tranh là đông nhất nha. Nãy giờ muốn quên luôn. Sẽ quay một vòng nữa. Hello. Cảm ơn, cho một ly. Hai ly luôn hả? Tay nào lấy? Không được. Thôi được rồi, được này không có bệnh. Mới xin chanh. Ăn cũng có, uống cũng có nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị. Cô chú anh chị đến đây á. Dạ, cầu tài có tài nha, cầu lộc có lộc nha, cầu sức khỏe có sức khỏe nha. Nhưng cầu trúng số thì em cũng còn nhiều lắm mà chưa trúng nha. Dạ đây. Dạ nó giỡn rồi. Chủ yếu đến đây thì
nay là cũng là ngày đại lễ Vu Lan, cũng chúc cho cô chú anh chị và bậc sinh thành hàng xa chọn được niềm vui là Vu Lan, đời hạnh phúc, đời sức khỏe dồi dào nhé. Cầu mong cho cha mẹ sống đời bên con nhé. Dạ, đến đây em sẽ kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã em xem clip của em nha. Xin chào cô chú anh chị, xin hẹn cô chú anh chị vào clip tiếp theo nha. Xin chào, tạm biệt, bye bye.